Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. Mình đang không hiểu sao cái Facebook của mình nó lại bị như mất mạng là sao nhỉ? Không mất mạng luôn. Mà sao Facebook mình đang bị làm sao ấy? Sao nhỉ? Này thì đánh thú chăng? Mình đánh một trận hắc ám rồi này. Một trận cung thủ rồi. Làm trận thú được. Ba con tướng ba mấy sao? Ui giời ơi, ui giời ơi, một cái thương bên kia. Chịu rồi. Đánh thế chịu rồi. Sao nhỉ? Facebook làm sao nhỉ? Ảo vãi, Facebook, Instagram các thứ bị lỗi hết rồi anh em ơi. Vào được gì luôn. Hơi chịu rồi. Ơi thua này, sao thua nhỉ? Sao giờ tập trung chơi game này. Chạy chạy thắng anh em ạ. Thua thì thua thì cay ấy. Thắng sẽ bán một con Amelie đi. Thua, chỉ có thua anh em ơi. Đàn Snow kia. Đồ xịn phết. Vio mình phải ulti được một phát. Nhưng mà ulti một phát nó cũng không thấm vào đâu anh em ơi. Vio ulti bên kia đúng không? AT xấy con này, ok, floor xiên. 10 điểm. May mắn rồi anh em. May mắn rồi. Có đồ này thì thường mình sẽ đánh thú thôi. Chả có gì nhiều nhặn lắm. Chắc đánh thú. Hoặc là cung thủ. Cung thủ cũng hơi hên xui. Để xem ra đồ gì nữa nhá anh em nhé. Tùy đồ. Tùy đồ mà đánh. Nền dây phát. 2, 1, 0, 29, 28, 27, 26. Đấy, mình chơi game nó rất là bình thường nhá. Mạng rất là mượt mà luôn, không hiểu sao lúc live mạng nó cứ xoay 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 xoay. Anh em nào để giải đáp của mình phát, nhưng mà chả biết tại sao đồ xấu thế. Gắp đồ xấu vào kết à? Chết giờ rồi. Chuỗi thắng 2-1. Đang thua một trận nữa đi anh em. Thua một trận nữa xem có đồ gì ngon không. Tạo này đi. Dựng lấy làm gì. Thắm hoàng cứ để lại nhé. Bên xui gần dùng. Đồ đánh gì nhỉ? Đồ đánh Yon, mình chỉ nghĩ đánh Yon, chả đánh con gì được. Chả con gì hợp cái đồ này. Ra truy hồn nữa đánh Yon luôn. Kinh 4 thú và 2 AT này. Cái này chắc thắng mình. Không, mình thắng bạn này. Mình nhiều Roman quá. 92, 96 hết mấy bạn chết cũng thắng. Thế mình vẫn giữ nguyên thôi. Đồ gì đây? Bây giờ mình khó nghĩ này anh em ơi. Nếu mà em đánh thú luôn thì em lấy giáp AA được. Nhưng mà em không đánh thú mà em đánh hắc ám thì em phải lấy cái đồ kia. Giờ mới khó nghĩ này.
Đây anh có dám đánh thú không? Đánh thú thì gặp một đống Noman này. Úi giời ơi. Liều phát nhá. Nếu mà đánh đô này mình phải lấy thêm một ngọc đại nữa mình mới khỏe. Nhưng mà thôi mình sẽ cứ liều phát vậy anh em. Chứ đánh thú trận này mình thấy không yên tâm lắm. Mình đánh thú không yên tâm lắm. Đấy giáp ra đánh thú được ấy nhưng mà thôi đánh hắc ám trước này. Đánh trước này hắc ám yên tâm hơn. Lại chưa thủ tiếp à? Lại chưa thủ phụ chán này. Chưa thủ tiếp chăng? 4 Noma sát thủ. Chưa thủ ám hoàng à? Hắc ám à? Thú bỏ nhá. Suy nghĩ anh em mình suy nghĩ nhá. Phải thương không? Một thương bên kia không? Trên đôi 10 điểm, ok thế thôi, chết luôn cũng được. Cầm lặng shut up. Noman trợ thủ, anh em đánh Noman nhiều quá. Là mình không dám đánh thú luôn ấy anh em. Tại đánh thú mình không cầm được máu. Mình Noman chết luôn. Ám hoàng này. Ám trợ thủ này. Trợ thủ ám hoàng hắc ám. Nhầm. Bây giờ mình muốn cho ám hoàng vào không. Bỏ con Vio đi, bỏ hai con kia đi. Bê ấm hoàng phải cho cả ba tường ấm hoàng vào cơ à? Thôi bỏ nhá. Mất tốn một đống tiền. Trợ thủ. Cái trận này mình đánh trợ thủ chăng? Phát ám trợ thủ. Hai đồ này, một đồ cho kia, một đồ cho thêm ngọc đại nữa, thêm cho Nakot. Còn đánh bán thần, cái đồ này Hên xui. 11 con Alice. Trận này cũng mình cũng chưa ra voi. Có rồng rồi này. Có Darcy 2 này. Xếp thế nào đây? Đổi cho rồng à? Đổi cho rồng uy tín nhỉ? Yêu bò rồi này, trợ thủ với bò này. Đổi cho dòng uy tín nhỉ, hay để đổi cho Floyd. Floyd hai con Floyd một thôi cũng không, cũng chả để làm gì. Floyd này cầm máu thôi. Trợ thủ hay AT. Úi giời ơi. Cho dòng thổi luôn nhá. Nhất bạn nhá. Và phải cho hai con Floyd xiên ủi hai trợ thủ. Đấy, trợ thủ liền. Trợ thủ liền. Rồi giờ sao? Cho đồ mana Sephira. Cho đồ mana cho Floor. Xong rồi Floor đi bộ lên. Cái gì ấy? Này à? Hayate. Từ khi ra sách thánh mình giữ con Hayate lại nhé. Không thôi nhé. Floor 2 này. Ok. Lấy PC về đi. Lấy hết đi. Sách thánh bỏ nhá, sách thánh cho con teo. Dòng thổi được luôn. Ui giời ơi, thổi góc. Xấu thế. Thổi phát nữa nè. Xiên, liềm, xiên, ok. Chết hết luôn, cả hai đúng không? Còn liềm. Đúng rồi, còn liềm, con này còn liềm. Đúng rồi. Hợp lý á. Truy hồn nhá. Rồi mời đi. Bây giờ hai đồ này ném cho Nakot. Nếu một dòng này thổi xấu thì mình ném cho Nakot được. Sẽ đánh Nakot hai đồ này cộng một truy hồn. Nó sẽ chém thường vài phát rồi nó ulti. Rock thì rock 1 thôi nhá. Nakot bao nhiêu con? Bao nhiêu con Nakot?
10 Anacort cơ. Chơi được em. Tell Floor. Năm tí mình bỏ con Floor đi à? Mình bỏ con Floor đi được không nhỉ? Bỏ con Floor đi xong rồi để con Tell và con PC vào. Con Floor nó xiên cũng ngon nhỉ? Phân vân đi đây. Dập thổi thẳng luôn này, đẹp quá này. Cũng đẹp vừa vừa nhưng mà cũng đẹp. Lọ xiên. Còn liềm, còn liềm. Còn liềm, ok, xiên phát nữa. Xiên. Đúng rồi. Thôi, đúng rồi. Xiên phát cuối. Đúng rồi, ôi thề. Nhiều lúc con Floor nó bị ulti trước ấy, không hiểu kiểu gì luôn. Nhìn ghét vãi. Mà không làm được gì. Ê, đồ này cho Nacot nhé. Rồng là phụ thôi anh em ơi. Nacot được chính. Floor thì cho góc bên kia đi. Rồng cho góc bên này nhé. Nacot đứng cạnh con rồng cho nó có tí ấy nhé. Cái này thì mình có cần giữ Teo và Chrissy nữa không nhỉ? Giữ lại cũng được, chả sao đâu. Không cần, tí nữa mình bỏ đi hai con Teo và Chrissy đi cũng được. Lấy thêm hai con hắc ám, ờ thôi, lấy thêm hai con hắc ám ngon hơn anh em. Hay lấy Teo lấy Chrissy. Nacot ulti phát đi em. Ui dồi ôi, rồng làm việc hết rồi. Để con rồng làm việc hết rồi. Xiên xiên. Ok. Khả năng mình nghĩ không cho hai con Teo Chrissy vào, mình cho hai con hắc ám vào cũng ngon. Em nghĩ sao? Em nghĩ thế nào? Tạm thời chưa có thì mình sẽ cho tạm thế này nhé. Chứ không có thì mình sẽ để cái này sang một tí khác. Này Teo sẽ ulti thôi, rồng vào giữa đi. Teo ở đây ok. Floor này cứ giữ lại phát nhé, để phòng mình cần. Nhưng mình cũng chả cần. Rồng thổi xấu rồi. Rồi, okay, cũng tạo được Nacot ulti và phát. Đẹp đấy, đẹp đấy. Có liềm. Nacot có truy hồn. Ui rồi xong rồi, còn liềm. Mấy thế. Ôi rồi, con cát này. Thế thôi, bỏ hai này đi nhé. Con cát đứng đây đi, sẽ phải đứng kia đi. Ok này, ok rồi. Con cát Nacot. Oh man. Floor. Được một Floor đi. Bỏ cả con này đi cũng được. Lấy con cát với cuồng chiến, lấy cái con này mà lấy cuồng chiến con cát cũng ngon, lấy Nacot cũng ngon. Lấy rồng cũng ngon. Đi ly không cần. Đi tìm Mirac. Rồng nắc vào mai con, rồng 9 con, đi tìm rồng tiếp. Quy Malok. Đi tìm rồng tìm nắc tiếp nhé anh em. Không ra gì vậy. Ngon nhất là ra thêm một cái đồ này này, hoặc là ra một ngọc đại. Ngọc đại pháp sư cũng ngon. Sắp ra truy hồn cũng ngon rồi. Teo. Trời ơi, bật bán luôn. Tìm rồng tìm nắc anh em ơi. Tìm con cát cũng được. Lên luôn chứ còn gì nữa. Nhầm. Các truy hồn cho nắc này, nắc nó xuống đánh thưởng mấy phát nó ulti này. Ok đấy. Chỉ phiêu ra rồng nắc 2 rồi. Tìm rồng tiếp không nhỉ? Hay thôi nhỉ? Tìm hay lên 9 tìm Mirac nhỉ? Tại trận này tự nhiên tướng ra ngon quá em. Một con Floor xuống kia là xiên này, Nacot xuống kia. Chứ tưởng Nacot nó ở đây. Nacot ở đây rồi anh em ơi, chuồn không này. Không chết rồi, cái này xiên luôn không? Đấy, mày hết gặp đúng cái con này mà. Mình né con Floor này ra, con Floor này có hai kết. Thực ra né không cần né đâu, bởi vì thực ra con cát mình nó có một cái liềm của trợ thủ. Nhưng mà cứ né cho yên tâm anh em. Né là bao nhiêu tốt bấy nhiêu thôi. Ba bạn đánh thú này. Thú Yon à. Yon hên xui. Ngoài ra ngọc đại sách thánh là ngon. Sách thánh ngọc đại ngọc choi. Toàn đồ mana này. Đã lại cũng được.
truy hồn con rồng không? Đang cót xuống chém multi ti nó bụp 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 truy hồn con rồng. Rồng 8 con, nắc 4 con. Tìm thêm rồng thêm nắc không nhỉ? Thôi cái này thôi nhá. Rồng 7 con. Một phát đi. Lấy hết rồng của anh em rồi. Thôi, bán sau mình lấy đốt con rồng kia rồi mình roll nhá. Lấy đốt con rồng kia là còn mỗi 5 con rồng mà anh em. Lấy đốt con rồng kia rồi mình roll thôi. Này dài thương nữa ngon. Nó cắt nhỉ. Chậm đấy. Chắc là con teo kia đứng góc kia an toàn quá. Rồng khá có đi các bạn ấy. Con này còn liềm. Đúng vậy, nó còn liềm cơ bạn ạ. Hóa lại con rồng phát đi, yên tâm. Chết trận này mình đánh hủy diệt quá nhỉ. Chết là trợ thủ đánh hủy diệt quá nhỉ. Theo danh bị dễ quá. Bỏ khóa nhá. 5 con rồng thôi, không roll nữa. Mình sẽ roll lên 9 luôn. Bỏ khóa lại lần nữa, yên tâm. Cót vẫn ulti nhiều đam nhất này. Mình muốn cho nó cầm 12 kết không nhỉ? Cho nó cót cầm 2 kết không? Đang suy nghĩ anh em ấy. Cho nó cót cầm 2 kết. Cho nó cót cầm truy hồn. Cho nó cót cầm 2 kết đi. Cho nó truy hồn cho thử thế này xem nhé. Tại mình thấy cái Nacot mình nó ulti nó cũng khá là nhiều đam. Rồng sẽ đứng lại được. Đó, con rồng mình đứng ở góc này này. Nacot nó ulti một lần xong rồi nó đi thôi. Con rồng mình sẽ nó sẽ đứng lại. Và nó có truy hồn, nó cứ khạc 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 truy hồn ra. Không chết rồi. Chết hết rồi. Cay thế nhỉ. Đó là thế. Thì mình nghĩ như thế cũng được. Tại Nacot vừa rồi mình còn đánh không bay được. Sát thương thiêu đốt là mục tiêu. À cẩn thận quên mua thêm nữa. Mình hay bị quên mua lắm. Đấu sĩ ấm hoàng. Ủa cái gì ấy? Đấu sĩ ấm hoàng. Lúc nào đánh đội hình này cũng được. À, đâu con thêm đâu nhỉ? Ông ma này. Cái này dễ nhìn nhầm á. Thôi kệ đi. Lại gặp bạn teo ở góc này. Con cát nhảy được. Nacot không ulti được này. Cày không? Chứ là bạn này khỏe quá. Nacot mình đánh thường nhiều mấy ulti được quá anh em ơi. Vấn đề là như thế. Nacot mình chưa đủ mana. Mình chưa đủ hắc ám luôn. Mình đi rắc lên 9 thôi. Có thêm cái thương ngon. Vòng sau mình lên nhé. Quỳ choáng con rồng mình. Rồi xem nào. Do này sẽ bắn được vào con cát nhà mình. Không thích lắm. Do này bắn được con cát nhà mình. Nhưng mà con cát này do này đỡ sợ hơn. Do này cảm giác mình sẽ đi được đến đấy. Con thêm này đến đây cũng được này. Nên vòng sau mình sẽ để xong con cát bên kia nhé. Con cát rồng ở bên kia nhé. Trần thêm đồ mana em ơi. Trần thêm đồ mana cho rồng lên nắc. Mana gì cũng được. Thương cũng được càng tốt. Thương thì mình sẽ cho con rồng thổi luôn. Ra đồ mana rồi. Tìm cái góc bên này nha em. Liềm con cát. Chịu bùng nổ cho con nào. Cho con Alice được. Alice sẽ bùng nổ vào mấy phát. Lily. Nan này
Check phát thương này. Nhớ không phải có thương đúng không nhỉ? Là một thương bên kia. Thương bên kia thì mình sẽ để ở đây để cho con cát này nó thế này nó sẽ bổ cho nên con cát của mình nhé. Bạn này Yon 2 này. Nãy mình nhìn thấy Yon 1 thôi, bây giờ Yon 2. Nagot cũng tìm một phát là đẹp này. Một phát thôi. Ok. Truy hồn thổi được vào con Nagot này. À thổi được vào con cát này. Yon cát nhảy được này. Thổi được vào con cát này. Thổi được truy hồn này vào mồm nữa này. Ok. Feel so close to you right now. Cho Nagot ulti luôn. Choi. Cho Nagot ulti luôn, quan trọng hết nhỉ. Hay cho con rồng thổi luôn. Có nhiều con mình muốn địch quá. Cái này cho con Nagot ulti luôn nha anh em nhé. Cần đam, cái này cho con rồng đi. Rồng sẽ thổi chậm chậm tí nhưng mà yên tâm. Cho nó cót xuống công ty luôn mình yên tâm được em. Đó là có đam rồi, nó truy hồn. Thế này thì bổ lên trên con cát thôi, không sợ. Công ty luôn vậy hả? Nó không công ty được, quan trọng nó khác nhau lắm ấy anh em ơi. Nó cót này. Phải công ty được luôn. Bây giờ mình đang chơi một thương thì mình sẽ không dồn đồ cho rồng nhé. Mặc dù đồ dồn đồ cho rồng cũng là một phương án cũng không hề kém cạnh đâu. Đang tìm gì nhỉ? Tìm đi rắc là một con thê là một con gì đúng không? Lily cũng được. Rồng 2 nữa đây. Tơ. Lu à? Ta lấy hai con ma tộc. Thôi ma tộc thật quái gì được. Đi gấp này. Mày cho thêm một con gì? Cho thêm một rồng đi. Hai rồng hai bên này. Đi gấp. Bù 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 bù. Ok, ma tộc này bỏ. Hai rồng. Nó có ulti luôn. Ồ đó. Quan trọng là pha đấy đấy anh em ơi. Rồng thổi có truy hồn. Hai dòng thổi đi đắp ulti sấy một quả thôi anh em ơi. Bùm gọi này đi này. Cũng nào sống. Dan Snow cũng đang hoạt động khá là hiệu quả anh em ơi. Dan Snow hoạt động cũng ok đấy, cũng uy tín đấy. Mình cứ thói quen mua tướng anh em ơi. Đánh trợ thủ mà cần gì vũ tướng. Thế nè. Lấy thế không hay là lấy con hay cứ đánh hai con rồng nhỉ? Đánh hai con rồng thì ngon hơn. Cát này. Dan Snow đánh gì? Truy hồn bên kia, Yon bên kia đúng không? Đấy, mình chơi kiểu này liền. Chết rồi. Không sao. Rồng mình thổi truy hồn mà đấy. Ui, con quy này. Ôi, con quy này. Quỷ làm việc được tốt quá anh em ơi. Làm được nhiều việc phết. Thôi cũng chịu. Quả đấy mình để tướng lỗ đấy, mình chưa xếp sang kịp. Này đi rồi, bạn này đi không? Bạn này chặn phát đi. Úi giời. Quả quá anh em, không làm gì được. Không làm gì được thật. Iraq. Đây, để cái này nữa thì con quy nó đi vào đâu. Con quy vào giữa, choáng được hai con này. Choáng đến cùng lắm đến hai con này. Hết. Này sang đây nhá, hồi máu cho bên này nhá. Chuyện bùng nổ này cho con... Cứ để con Alice cũng được, chả sợ. Và phải cho con Direct này. Thôi kệ cho Alice được, chả sợ. Cho nó bùng nổ lên. Cho nó có ý nghĩa gì đâu, cho con rồng kia hơn. Mình thích mình có thể đẩy hết con rồng mình đẩy hết một dọc xong này
xong rồi mình đẩy con quy ra bên kia được. Nhưng mà thôi, con Nacod mình muốn Nacod mình bay vào giữa được ấy, nên mình sẽ để con Nacod vào giữa nhé. Bây giờ mình để phòng Dan Snow này. Sợ nhất là Dan Snow này để lệch lệch tướng thế nào xong rồi chơi mình thôi. Không thì mình không sợ lắm. Thương ra thương ngon. Quái gì này? Choi. Tôi lấy Choi nhé. Choi yên tâm hơn. Bây giờ hai dòng này. Bây giờ thế nào nhỉ? Con quy này mình muốn con quy này đứng ở đâu? Con Nacod này mình muốn ulti như thế nào? Mình cứ đứng đứng thẳng góc này thôi cũng được anh em ơi. Lily này. Rồi Lily cũng được, Nacod này. Rồng này. Nó quy xuống kia thôi, kệ nó quy, chả làm gì. Con cát mình thì không chết được. Con cát mình hai cái liềm mà anh em. Hai liềm chết sao được. Không làm gì được anh em ơi. Nhỏ lên rồng 3 thôi. Chắc là mình bán đồ một cách tùy tiện đấy nhỉ. Lên đường 3 rồi. Thêm một con cát ấy. Chắc mình bán đồ tùy tiện quá anh em ấy. Quên mất mình đã ăn đâu Dazzle đi thật. Lên dòng 3 rồi. Nhưng mà thôi cái đội hình này nó cũng bị lỗi sao ấy. Nhưng biết mình đến đây là kết thúc rồi. Đội hình lỗi nhất của đất. Mình đã kết thúc rồi. Bạn thích tiếp trên này, like, subscribe, comment xuống phía dưới những góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Quá khó. Ok, bye bye.